Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Trong video hôm nay, em xin phép gửi đến anh em những chương trình bán hàng của tất cả các phiên bản Mitsubishi Astra tại thời điểm đầu tháng 9 này Mitsubishi Astra là mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc và phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản trong tầm tiền từ 370 triệu cho đến 480 triệu và cụ thể nó gồm 3 phiên bản như sau Phiên bản thấp nhất đó là Mitsubishi Astra bản MT số sàn Phiên bản thứ hai đó là Mitsubishi Astra bản AT CVT thường Phiên bản thứ ba, phiên bản cao cấp nhất đó là Mitsubishi Astra bản ATCVT Premium. Mitsubishi Astra là mẫu xe trực thuộc phân khúc B nhưng lại trong cái tầm tiền cạnh tranh với các mẫu xe của phân khúc A. Chính vì vậy, lợi thế form xe đang là điểm cộng cho Mitsubishi Astra. Và hiện tại, một số mẫu xe của phân khúc A không có xe giao nên anh em có thể chuyển hướng sang tham khảo và lựa chọn cái dòng xe Astra cho nó phù hợp. Và chương trình bán hàng của ba phiên bản Mitsubishi Astra tại thời điểm này như thế nào thì mời anh em cùng xem chi tiết video. Mấy anh em cùng đến với bản đầu tiên đó là Mitsubishi Astra bản MT số sàn. Giá bán cho anh em tại thời điểm này là 372 triệu. Chương trình khuyến mại tặng kèm anh em những phụ kiện sau. Thứ nhất đó là dán phim cách nhiệt, thứ hai đó là chải sàn da, thứ ba đó là một bộ cảm biến lùi và thứ tư đó là sơn phủ gầm. Với cái giá bán là 372 triệu Em xin phép là tính cái chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương Nếu anh em tự mình đi làm thủ tục đăng ký Cụ thể như sau Anh em nào ở Hà Nội thì sẽ là 438 triệu Anh em nào ở Sài Gòn sẽ là 431 triệu Anh em nào ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% sẽ là 419 triệu Anh em nào ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% sẽ là 411 triệu Chi phí ra biển số lăn bánh em tính cho anh em Đã bao gồm những chi phí cứng và theo quy định của nhà nước Cụ thể đó là lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số, lệ phí bảo hiểm dân sự bắt buộc, lệ phí bảo trì đường bộ một năm, phí đăng kiểm, chưa có bảo hiểm thân vỏ và một số những phụ phí khác. Những phụ phí ở đây nó gồm có tiền chi phí đăng ký, bao gồm cả công dịch vụ, nhân viên đi làm thủ tục cho anh em. Những cái đó thì anh em cứ chủ động liên hệ trực tiếp với các bạn cử vật bán hàng tại showroom mà anh em mua xe thì các bạn đó sẽ thỏa thuận và cân đối cái dịch vụ cho nó phù hợp. Showroom của em ở Hà Nội. Anh em nào mà có nhu cầu mua xe mà ở Hà Nội hoặc các tỉnh lân cận thì cứ chủ động liên hệ trực tiếp với em. Còn những anh em ở miền Trung hay miền Nam thì anh em có thể là tham khảo và cân đối được tài chính. Sau đó là ra trực tiếp showroom hoặc đại lý ở gần anh em nhất để đàm phán về giá bán. Đối với những anh em đang có nhu cầu mua trả góp tại thời điểm này và áp dụng tại showroom bên em thì anh em sẽ được vay ngân hàng tối đa số tiền là 316 triệu tương đương với 85% giá trị xe. Thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm, tối thiểu là 3 năm. Với gói vay 8 năm thì em tính cái gốc lại hàng tháng để làm ví dụ cho anh em từ đó anh em có thể cân đối được cái nguồn tài chính của mình. Và cụ thể với gói vay tối đa 8 năm thì gốc lãi hàng tháng anh em sẽ phải thanh toán như sau. Tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán khoảng 5,5 triệu, trong đó gốc chỉ đều cho hàng tháng trong 8 năm là 3,2 triệu, lãi suất tháng đầu tiên là 2,2 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Anh em có quyền vay ngân hàng theo số tiền và thời gian vay theo nhu cầu của mình, không bắt buộc anh em nào phải vay gói vay tối đa hay là thời gian vay tối đa 8 năm đâu ạ. Và có một lưu ý dành cho những anh em đang có nhu cầu vay ngân hàng, đó là tại thời điểm này, anh em vay ngân hàng hầu như bên ngân hàng sẽ tư vấn anh em bắt buộc phải mua bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm khoản vay trị giá khoảng hơn chục triệu. Thì em xin phép là chia sẻ trước cái vấn đề này để anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp thì có thể chủ động về cái vấn đề tài chính. Với gói vay tối đa như em chia sẻ trong video thì chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Trường hợp anh em ở Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị là 122 triệu. Anh em ở Sài Gòn thì anh em cần chuẩn bị là 114 triệu. Anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% thì anh em cần chuẩn bị là 103 triệu và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% thì anh em cần chuẩn bị là 95 triệu. Vì anh em mua trả góp bắt buộc anh em sẽ phải mua bảo hiểm thân vỏ. Cụ thể bảo thân vỏ của Mitsubishi Astra năm đầu tiên trị giá là 5,2 triệu những năm tiếp theo anh em còn vay ngân hàng thì lúc đó anh em còn phải mua bảo hiểm thân vỏ cái này là bắt buộc trừ khi anh em trả tất toán khoản vay thì lúc đó thì anh em có thể quyền chủ động mua được của anh em và một phần nữa đó là anh em phải sử dụng dịch vụ đăng ký xe chọn gói tại showroom anh em nào ở hà nội và các tỉnh lân cận thì chủ động liên hệ trực tiếp với em tùy thuộc vào vị trí địa lý của từng anh em thì em sẽ gửi cho anh em cái bảng kê chi phí ban đầu kèm theo cả công dịch vụ chọn gói luôn để anh em cân đối còn những anh em ở miền trung và miền nam thì anh em có thể cân đối cái giá em đưa ra để đàm phán với các showroom ở gần anh em nhất vì nếu anh em mua ngoài em thì thứ nhất là nó xa thứ hai đó là anh em mua trả góp thì chi phí đi lại nó đã mất công rồi kèm theo nhân viên bên em sẽ phải vào địa phương của anh em để làm thủ tục đăng ký và cái phí dịch vụ nó sẽ đội lên rất là cao vì nhân viên bên em đi lại nó xa Tiếp theo mời em cùng đến với bản thứ hai. Đây là bản số tự động, đó là Mitsubishi Astra bản CVT AT thường. Giá bán cho anh em tại thời điểm này đầu tháng 9 là 452 triệu. Về chương trình khuyến mại, anh em cũng được tặng kèm những phụ kiện cụ thể như sau. Thứ nhất đó là giảm phụ kinh nhiệt, thứ hai đó là trẻ sàn da, thứ ba đó là một bộ cảm biến lùi và thứ tư đó là sơ phủ gầm. Với cái giá bán của số rung bên em là 452 triệu, em xin phép là tính cái chi phí ra biển số lan bánh tại các địa phương để anh em tham khảo và cân đối tình hình tài chính. Cụ thể, anh em ở Hà Nội sẽ là 530 triệu, anh em ở Sài Gòn sẽ là 520 triệu, anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% sẽ là 510 triệu và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% sẽ là 501 triệu. Chi phí ra biển số lăn bánh em tính cho anh em cũng đã bao gồm những chi phí cứng có hóa đơn chứng từ rõ ràng theo quy định của nhà nước. Em có chia sẻ lại trên màn hình để anh em tiện theo dõi. Anh em lưu ý, đây là anh em tự đi làm thủ tục. Còn những anh em nào mà muốn sử dụng dịch vụ đăng ký xe chọn gói, anh em chỉ cần đi bấm biển thôi thì anh em chủ động liên hệ trực tiếp với em hoặc kết bạn Zalo với em, em sẽ gửi qua Zalo cái bảng kê lăn bánh chọn gói để anh em tham khảo và cân đối. Còn đối với những anh em đang có nhu cầu mua trả góp thì tại thời điểm này và áp dụng tại showroom bên em, anh em sẽ được vay ngân hàng tối đa số tiền là 384 triệu, tương đương với 85% giá trị xe. Thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm, tối thiểu là 3 năm với gói vay 8 năm thì gốc lại hàng tháng anh em sẽ phải thanh toán cho em cụ thể như sau tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 6,6 triệu trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 4 triệu lãi suất tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 2,6 triệu dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo anh em có quyền tất toán khoản vay trước hạn nhưng lưu ý cho em nếu anh em tất toán trước 3 năm thì anh em sẽ bị phạt còn cụ thể phạt như thế nào thì anh em nào thực sự có nhu cầu thì liên hệ với em em sẽ tư vấn chi tiết cho anh, anh em về những cái thủ tục quy trình trả góp để anh em nắm được còn trong video em sẽ chia sẻ những cái thông tin cơ bản số tiền ít nhất cần phải chuẩn bị khi mà anh em mua chiếc Astra CVT này và cụ thể với cái gói vay tối đa thì cái chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau trường hợp anh em ở Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị là 145 triệu anh em ở Sài Gòn thì anh em cần chuẩn bị là 136 triệu anh em ở các tỉnh áp thì trước bạ 12% thì anh em cần chuẩn bị là 126 triệu và anh em ở các tỉnh áp thì trước bạ 10% thì anh em cần chuẩn bị là 117 triệu bắt buộc anh em sẽ phải mua bảo hiểm thất vỏ cụ thể bảo hiểm thân vỏ của Mitsubishi Astra và CPT AT thường năm đầu trị giá là 6,3 triệu đồng thời anh em sẽ phải sử dụng dịch vụ đăng ký xe chọn gói tại showroom bên và cuối cùng mời em cùng đến với phiên bản cao cấp nhất của dòng Mitsubishi Astra đó là Astra bản CVT Premium. Giá bán cho anh em tại thời điểm đầu tháng 9 này là 473 triệu. Về chương trình khuyến mại, anh em đều được tặng những phụ kiện cụ thể như sau. Thứ nhất đó là giá phim cách nhiệt, thứ hai đó là trẻ sàn da, thứ ba đó là một bộ cảm biến lùi và thứ tư đó là sơn phủ gầm. Với cái giá bán 473 triệu của Solomedem, em tính cái chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương để anh em tham khảo và cân đối tình hình tài chính. Cụ thể, anh em ở Hà Nội thì sẽ là 550 triệu, anh em ở Sài Gòn sẽ là 541 triệu, anh em ở các tỉnh áp thế trước bạ 12% sẽ là 531 triệu và anh em ở các tỉnh áp thế trước bạ 10% sẽ là 521 triệu. Anh em lưu ý, showroom của em ở Hà Nội, em sẽ hỗ trợ tốt nhất cho những anh em nào ở Hà Nội và các tỉnh lân cận. Còn những anh em ở miền Trung hay miền Nam thì anh em có thể dựa vào cái giá lăn bánh em tính cho anh em. Anh em có thể đàm phán với các showroom gần anh em nhất. Chi phí ra biển số lăn bánh em tính cho anh em cũng đã bao gồm những chi phí cứng theo quy định của nhà nước Em có chia sẻ lại trên màn hình để anh em tiện theo dõi Và trong trường hợp anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Astra bản CVT Premium này Tại thời điểm này và áp dụng tại showroom bên em, thì anh em sẽ được vay ngân hàng tối đa số tiền là 402 triệu Đây là số tiền tối đa, anh em có thể vay ít hơn ạ Và thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm và mức tối thiểu vay là 3 năm Với gói vay tối đa cùng với thời gian vay 8 năm tối đa luôn thì gốc lại hàng tháng em xin phép tính cho anh em cụ thể như sau tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán được khoảng 7 triệu trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 4,1 triệu lãi suất tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán được khoảng 2,9 triệu từ những tháng thứ hai trở đi thì gốc lại sẽ theo dư nợ giảm dần với gói vay tối đa như vậy thì chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị cho em ít nhất như sau trường hợp anh em ở Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị là 148 triệu anh em ở Sài Gòn thì anh em sẽ phải chuẩn bị là 139 triệu anh em ở các tỉnh áp thì trước bạ 12% anh em sẽ phải chuẩn bị là 129 triệu và anh em ở các tỉnh áp thì trước bạ 10% thì anh em sẽ phải chuẩn bị là 119 triệu bắt buộc anh em sẽ phải mua bảo hiểm thân vỏ cụ thể bảo hiểm thân vỏ của Astra bản CVT Premium năm đầu tiên chỉ giá là 6,6 triệu và anh em sẽ phải sử dụng dịch vụ đăng ký xe chọn gói tại showroom bên em trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chương trình bán hàng của 3 phiên bản Mitsubishi Astra tại thời điểm đầu tháng 9 này nếu trong tháng 9 giá xe có thay đổi hay là chương trình bán hàng có thay đổi em sẽ cập nhật lại cho anh em cảm ơn anh em đã xem video anh em hãy đăng ký kênh ủng hộ em cũng như là để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường ô tô tại Việt Nam nói chung cũng như là chiếc Astra nói riêng em cảm ơn tất cả anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo xin chào anh em